chân, loại một là bị đau ngón chân, thì căng rồi căng ba thì căng 5 giây, cứ 5 giây xả về cho khí rút vô tăng động, khí vô cái loại gọi là khí vô tăng động chân, ngưng cho khí nó làm ở tăng động chân, ngưng nhận rồi. Căng ba khí vô cho ba, ngưng khí vô ba, căng ba. Bài này là để khí nó vô năng động chứ. Bài này cũng vô đạt mà đúng bài, xả bài. Quan trọng toàn thân thư giãn, chỉ một chỗ động nó là muốn trung tâm của động. Còn quên hết đừng hỏi tại vì hơi thở đều. Còn bài số lần này, cái số lần này là mình có đọc đạt 20 phút. Là mỗi lần 3 giây, ngưng 3 giây, xả 3 giây. Căng vào dần, ngưng 3 giây, xả. Dần dần cái thời gian không 3 giây đạt dần. Thì số lần thư giãn hướng dụ là với đầu 20 lần, mỗi lần 3 giây, lần sau 10 lần 6 giây, mỗi 5 lần là 12 giây. Cả lúc đó chỉ đi 5 phút là không phải đi 20 phút ngày nào, đi 20 phút càng ngày càng căng lên. Mà đi cái này nó có nhiều, không phải là đi tới mà còn đùi quẹo trái quẹo phải như mà đi tới đâu, một khi đùi thì đùi sáng, một khi quay thì quay sáng, đi đúng lúc căng lên sáng nhé. Là một xong cái thứ hai, thứ hai là đùi, là một cái chân cọp. Con cọp đi thẳng, con cọp thì đừng móc rác nhé, mèo không đi không chừng thêm. Còn là hai con gà nó không có bắt chú đi cái đồ gì, con gà nó đi trước kia đi, con cái đồ, cái đầu gối không được nhỏ ra, co cái chân lên, đờ đờ cái đồ không hướng đó, đầu gối sụp vô, đó, căng 3 giây, ngưng 3 giây, co cái lưng này cũng được nhiều gối đồng loại, căng 3 giây, căng 3 giây, ngưng 3 giây, thả ra. 3 giây. Căng 3 giây, ngưng 3 giây, thả ra. Căng 3 giây, ngưng 3 giây, thả ra. Thì 20 phút. Trong buổi tập đầu tiên có đi 20 phút mỗi lần 3 giây. Tập lâu rồi bắt đầu căng lên 6 giây, 10 phút. Nửa lên 12 giây, 5 phút. Đó là do cái điều độ loại hai chân gà, khí vào đùi, khí vào đùi, lưng trong đùi phát ra khỏi đùi để tăng khí cho đùi, và năm cái chân là tăng khí cho chân. Loại ba là giơ cái chân thẳng trước, bước con chân lên, và khí nó làm căng cái phần trước, căng ba, lưng ba, xả ba, thả toàn thân từng phần ở đây, căng ba, lưng ba, thả căng ba, lưng ba, thả căng ba, lưng ba, đi dậy 20 phút trong buổi buổi tập đầu tiên. Buổi thứ hai đi 6 giây, căng 6 giây, 6 giây, mà giảm số lần. Loại 4 là đi nguyên cái chân chống ca hoặc giải cao cò của giỏi chân để cái chân này, cái chân mà thả út xuống như này, là có cái này sẽ giảm cái này nguyên cái chân này. Căng khí rút lưng căng lên 3 giây, lưng 3 giây. Chuyển qua đây thì cái này mà thư giãn 3 giây đủ 3 giây thì này nó căng 3 giây nguyên 3 giây thẳng ở đây và trở lại cũng vậy, cũng là căng 3 giây thì cái này thư giãn 3 giây, căng 3 giây nguyên 3 giây thả, căng 3 giây nguyên 3 giây thả. Phương pháp này có là cho khí nguyên đứng coi như một chân, cái này không hạ, không hạ đứng một chân nó đổ qua đổ lại, không có phải chân khi đứng chờ sẽ biết đứng một chân thay đổi. Mới đầu cũng là 20 phút, ngày đầu tập đầu tiên mỗi lần 3 giây, lần tập đầu cũng mạnh lên cũng là 10 phút, cũng là 6 giây và 4 và 5 thì mình có cái bóp cái này, cái chấn động âm thanh vang thì chỉ cần không đi mà cái bóp là độ nhảy rất cao. Mới đầu 1 giây, nhưng 1 giây rồi là 2, rồi bỏ cái bung lên. Bỏ cái âm thanh thì bỏ để nó rung, dùng cái âm thanh để không có chân. Là cái khí nó tập trung vào bóp. Cái bóp là độ nhảy chúng ta phải không bao giờ bóp gì dẫn đến là bên ngoài. Cái bóp không bao giờ dẫn cho nó rút lên này. Và là tập trung khí không chân.
Bài võ chân này là dùng thân thái tự quyền khi tập. Còn 5 bước chân dành cho sự thực hiện. 5 cái món. Bài 4 dùng cho thái tự quyền.